Huỳnh Kesley Alves là một trong những ngoại binh thành công nhất trong lịch sử của V-League. Hình mẫu một tiền đạo nổi tiếng và thành công, một người cha mẫu mực của Kesley, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hai người con trai. Và cũng thừa hưởng tài năng của cha, Kevin Alves và Kaylen Alves cũng sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê với bóng đá từ khá sớm. Và bởi thế mà ngay trong những ngày giãn cách xã hội, gia đình bóng đá này vẫn biết cách để tận hưởng quãng thời gian quý giá bên nhau. Chia tay câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh sau mùa giải 2019, lúc này Huỳnh Kesley Alves vẫn chưa có kế hoạch quay trở lại với sân cỏ. Một phần vì anh đang trong giai đoạn điều trị chấn thương đầu gối, một phần vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình sau những mùa giải liên tiếp tập trung vào tập luyện và thi đấu. Đối với Huỳnh Kesley Alves, gia đình đóng một vai trò then chốt trong sự thành công của một cầu thủ chuyên nghiệp. Một hậu phương vững chắc từ người bạn đời trong việc chăm lo cho gia đình, chăm sóc các con, giúp cựu tiền đạo gốc Brazil toàn tâm toàn ý cho công việc. Nhưng ngược lại, Kesley cũng quan niệm rằng sự quan tâm, định hướng của mình cũng đóng một vai trò quan trọng trong hành trình trưởng thành của hai cậu con trai Kevin Alves và Kaylen Alves. Trẻ con chúng cần được phát triển đúng cách với sự giáo dục đến từ cả bố lẫn mẹ. Nếu chỉ một mình người mẹ dạy thì các con sẽ khá mềm mỏng, nhẹ nhàng. Không có sự mạnh mẽ của con trai nếu như gặp gỡ và ít có thời gian được tiếp xúc hay ở cạnh bố. Điều đó rất khó cho chúng. Người cha có vai trò uốn nắn, cứng rắn trong việc dạy con cái. Bọn trẻ cần được phát triển đồng đều trong gia đình. Điều đó thật sự rất quan trọng. Các con sẽ lắng nghe và học được ở cả bố lẫn mẹ. Việc các con không thể chơi bóng đá cùng với bạn bè hay được tập luyện tại trung tâm như bình thường, Huỳnh Kesley đã tổ chức những buổi tập gia đình bằng cách mượn các sân tập để giúp các con có không gian tập luyện và vui chơi. Kesley không chỉ là người bố mà còn là huấn luyện viên của các con với những giáo án tập luyện được lên kế hoạch bài bản. Cứ đều đặn 3 buổi một tuần, bố con nhà Kesley sẽ đến sân Thành Long để tập luyện với thời gian tập kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Tại vì khi mỗi lần mình đi tập hay mình đi học là mình không được gặp bố mẹ. Nhưng bây giờ là mình ở nhà nên mình được ở bên bố mẹ nhiều hơn. Tập luyện với bố thì nó cũng vui vì mình được tập một mình và mình có thêm thời gian để tập. Và mình có thể tiến bộ hơn một mình. Nếu mình tập với bạn thì ai cũng phải tập cùng một lúc nên không dễ tiến bộ nhiều bằng tập với một mình với bố. Dạ là khi tập xong thì bố sẽ ngồi và nói chuyện với con. Cái gì con làm đúng, cái gì con làm sai để con làm đúng hơn. Nếu như cậu út Kaylen đam mê bóng rổ và nghệ thuật thì cậu cả Kevin có thể ví như là một Huỳnh Kesley phiên bản nhỏ. Kevin cũng rất thần tượng bố mình. Có thể học theo những đức tính tốt của bố để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Vừa học, vừa chơi, vừa tránh nhàm chán, vừa có thể được làm điều mình thích. Đó là cách mà Huỳnh Kesley Alves đã giúp các con trong thời gian không thể đến trường nhưng vẫn có khoảng thời gian bổ ích. Chỉ phải loanh quanh ở nhà khiến chúng ta căng thẳng hơn. Mỗi ngày tại nhà tôi vẫn cho bọn trẻ tập luyện thiên về các bài tập tăng cường sức mạnh. Còn mỗi lần ra sân như thế này thì các con sẽ được tập nhiều hơn với bóng và các bài tập về tốc độ, vận động. Các con của Huỳnh Kesley Alves luôn mong mỏi bố trở lại sân cỏ để mỗi cuối tuần được đến sân theo dõi bố thi đấu. Và có thể từ những mong ước rất chính đáng này, tiền đạo lão tướng Huỳnh Kesley sẽ quay trở lại vào một ngày không xa nữa, có thể sẽ là giai đoạn 2 của mùa bóng năm nay.